Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views. Đây là chuỗi các video chia sẻ kiến thức đầu tư crypto dành cho người mới. Trong các video này tôi sẽ giúp các bạn cách chúng ta tìm các dự án nó đang theo trend hoặc là các cái dự án nó có cái sự biến động tăng giá nhiều nhất hoặc là giảm giá nhiều nhất trong thị trường. Bởi vì chúng ta có hơn 20.000 cái dự án thì chúng ta không thể nào chúng ta tìm hiểu từng cái dự án được, thì chúng ta chỉ focus vào những cái dự án nó có sự quan tâm nhiều nhất hoặc là sự biến động nhiều nhất để chúng ta đánh giá xem coi thị trường nó như thế nào. Thì các anh chị có thể vào ở cái mục là cryptocurrency như thế này ở trên màn hình, rồi các anh chị có thể bấm vào trong cái mục ranking hoặc là cái mục recently added. Thì các anh chị có thể bấm vào trong đây thì anh chị thấy nó sẽ xuất hiện một cái dòng như thế này nè. Nó có thứ nhất là spotlight, rồi nó có là gainer hoặc là losser, hoặc là trending, hoặc là most recent, hoặc là recently added, là những cái tab mà nó chứa các cái dự án mà đang nổi bật nhất ở trên thị trường. Thì trong cái phần spotlight ở đây là nó thể hiện một bức tranh tổng thể nhất, là các anh chị thấy là trending làm có các cái dự án top 10 dự án là được những nhà đầu tư họ quan tâm và họ research nhiều nhất ở trên trang CoinMarketCap. Rồi thứ hai là những cái dự án mà nó tăng trưởng nhiều nhất trong vòng 24 giờ vừa qua. Ở đây là 10 cái dự án nó có cái sự tăng trưởng nhiều nhất ở đây, từ 860% cho tới là 59%. Rồi ở đây là những cái dự án mà nó giảm giá nhiều nhất trong vòng 24 giờ vừa qua, những cái dự án giảm giá tới 92% hoặc là 68% vân vân, là những cái dự án mà nổi bật nhất ở trong đây. Rồi ở đây là những cái dự án mà người ta thăm nhiều nhất, có nghĩa là người ta bấm vào, người ta đọc cái thông tin của dự án đó nhiều nhất. Thì ở đây anh chị thấy là nó cũng có 10 cái dự án ở trên màn hình. Tương tự như vậy thì cũng có 10 cái dự án mà nó được niêm yết trong khoảng thời gian gần nhất. Ở đây là 15 giờ chúng ta có cái dự án là Dứt Sắc, rồi một ngày chúng ta có cái dự án là Only Game Finance, rồi một ngày thì chúng ta có cái dự án game này đây, rồi hoặc là Stone Down là trong vòng 2 ngày trước chúng ta có những cái dự án như thế này. Rồi anh chị, thứ nhất là ví dụ như anh chị quan tâm tới những cái dự án nó đang có trending, là đang có cái trend mà được nhiều người quan tâm nhất, anh chị bấm vào cái mục trending chi tiết thì nó sẽ cho các anh chị thấy là những cái dự án ví dụ như là Bitcoin hoặc Shiba Inu hoặc là Bitport là những cái dự án mà người ta đang rất là quan tâm ở trên thị trường tính tới thời điểm hiện tại. Thì các anh chị có thể nhìn danh sách ở đây là 30 cái dự án nổi bật nhất mà người ta quan tâm nhiều nhất ở trên thị trường ở đây. Anh chị quan tâm tới cái dự án nào mà mình biết thì anh chị có thể vào anh chị xem chi tiết, thì bằng cách anh chị nhấn chuột phải, anh chị chọn cái mục open thì các anh chị sẽ đọc được các cái thông tin của dự án. Thì ở đây tôi xin chia sẻ thêm cho các anh chị á, với cái vai trò là người ở trong thị trường này nắm được các sự kiện thì chúng tôi biết được là có một số các dự án mặc dù nó là trending nhưng mà gì nó có thể là thông tin xấu hoặc là thông tin tốt. Ví dụ như chúng ta thấy là cái con xéo sệt này thì trong thời gian vừa qua là nó là một trong những nền tảng mà nhận tiền gửi để trả lãi đó, rồi đang đối diện với cái nguy cơ là bị phá sản, rồi cho nên là nó liên quan tới nhiều các cái vấn đề lắm. Thì người ta quan tâm coi cái dự án này nó có bị phá sản hay không, giá trị token của nó giảm hay nó tăng, thì người ta vào người ta coi nhiều thì nó sẽ trở thành trending, nhưng chưa chắc nó là một cái dự án tốt để các anh chị có thể đầu tư. Rồi tương tự như vậy thì Solana trong khoảng thời gian vừa qua thì nó cũng có các cái sự kiện liên quan tới Solana. Ví dụ như họ phát hành ra một cái điện thoại để cho người ta có thể sử dụng cái điện thoại đó giao dịch trên thị trường crypto vân vân. Thì cộng đồng đang đổ dồn vào cái dự án này thì nó sẽ được lên trending. Tương tự như vậy thì Bitcoin là đương nhiên rồi, có rất là nhiều người quan tâm khi giá Bitcoin đang giảm. Rồi Shiba Inu thì cái sự biến mất của người sáng lập ra cái đồng Shiba Inu nó cũng dẫn đến cái sự kiện là người ta quan tâm coi cái đồng này nó có bị giảm giá so với cái sự biến mất của cái người sáng lập hay không. Tương tự như vậy thì có những đồng khôi khác mà chúng ta không biết được lý do, những cái dự án nào quen thì tôi mới biết được. Rồi cũng có thể là nó trend là do trong thời gian vừa qua nó tăng trưởng quá lớn đi thì người ta đặt cái sự quan tâm vào cho nó, hoặc là nó sẽ là một dự án mà tiềm năng người ta research, ví dụ như là đồng Harmony hoặc là đồng là OMG Network này, người ta quan tâm coi là nó là những cái layer 1 thì nó có được tăng trưởng trong tương lai hay không, khi mà giá nó giảm quá sâu như vậy thì người ta vào đây người ta quan tâm, người ta sẽ search nhiều để người ta nghiên cứu về nó ha. Rồi tương tự như vậy các anh chị có thể vào cái mục là Most Visit, là những dự án mà được người ta quan tâm và người ta list vào trong cái dự án để người ta tìm hiểu kỹ nhất. Thì có 30 cái dự án, trong đó thời gian vừa qua là có Luna nè, Avast nè, Sandbox và Celsius đó các anh chị thấy ha, là những cái dự án mà được người ta đến thăm, có nghĩa là người ta search ra, người ta đánh giá rồi người ta tìm hiểu nhiều nhất ở trên đây, thì nó được thể hiện ở trong mục này.
Anh chị hoàn toàn có thể dựa vào các cái thông tin để chúng ta có thể tìm những cái dự án mà chúng ta đã biết rồi để chúng ta đánh giá lại coi là nó có tốt hay không. Rồi tương tự như vậy thì recently added là những cái dự án nó mới list lên trên cái trang này trong khoảng thời gian gần nhất, thì ở đây nó có thể hiện khoảng thời gian là anh chị 15 giờ hay qua 24 giờ nó sẽ hiện một ngày rồi 2 ngày nó có các dự án. Còn cái mục trend ở đây nó chính là hệ sinh thái mà dự án này nó được phát hành lên, nó được niêm yết lên. Ví dụ như là Ethereum thì cái dự án Zigzag này nó đã niêm yết trên mạng lưới của Ethereum. Rồi BNB là cái mạng lưới BNB Chain thì nó được rất là nhiều các dự án nó cũng đã được phát hành ở đây. Rồi cái mạng Solana thì cũng có cái dự án này, nó đang ra mắt trên cái mạng Solana. Hoặc là mạng Moonbeam thì cũng có là Moonbeam này, cũng có cái đồng token là Whale. Tương tự như vậy Phantom cũng có một cái dự án đang phát hành ra. Thì thường á, là những dự án mà nó meme coin á, thì nó phải đặt trên cái chain mà có nhiều người dùng rồi phí giao dịch rẻ, thì thường nó chọn là BNB, Binance Smart Chain. Cho nên là dự án mà đặt trên Ethereum thường là dự án nó có chất lượng hơn một chút xíu. Tuy nhiên chúng ta phải review rất là kỹ cái dự án để chúng ta nhận định được cái dự án đó là tốt hay không nha các anh chị. Rồi như vậy thì các cái dự án mà các anh chị muốn đánh giá chi tiết thì bằng cách các anh chị nhấn vào trong đường link của từng dự án thôi. Thì chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của cái video trước tôi đã chia sẻ các anh chị. Thì các anh chị cần xem thêm đó chính là cái mục market nha các anh chị. Cái mục market chính là cái dự án này nó đã được niêm yết trên các cái sàn nào để chúng ta vào chúng ta mua token nữa. Thì ở đây nó chính là niêm yết chính trên cái sàn Zigzag luôn. Như vậy là Zigzag nó là một cái sàn DEX nha các anh chị, sàn giao dịch phi tập trung, và nó mới niêm yết cái đồng token của nó trên chính cái sàn nó, và khối lượng giao dịch mới có 43.000 đô họ giao dịch thôi. Rồi tương tự như vậy thì các anh chị hoàn toàn có thể ha, xem xét các dự án ở trên cái trang CoinMarketCap, là một cái nơi giống như là một cái kho tàng để cho các anh chị review và research tất cả các dự án ở trên đây. Tương tự như vậy thì nếu như các anh chị không có đi theo đường bằng cái mục này thì các anh chị có thể nhìn thấy ở trong cái mục là Today Cryptocurrency nè. Thì ở đây nó có trend, rồi có recently added, rồi có cái top những cái bài viết cái gì đó. Các anh chị có thể bấm vào đây để các anh chị có thể theo dõi thêm các cái thông tin. Rất là nhiều các cái thông tin trên cái trang CoinMarketCap này. Rồi như vậy thì tôi xin phép kết thúc cái video ở đây. Cái video này focus vào ở trong các cái mục mà các anh chị cần theo dõi những cái dự án nó có sự quan tâm của người dùng, hoặc là những dự án nó có sự biến động cao nhất thì chúng ta quan tâm, chúng ta vào đây chúng ta xem. Như vậy thì tôi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Thân ái chào tạm biệt các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.